khi nói rằng đã tạo ra 325.000 việc làm ở Hàn Quốc. Tuần trước, Apple đã tuyên bố rằng họ chịu trách nhiệm tạo và hỗ trợ 2,4 triệu việc làm tại Mỹ. Giờ đây, công này vừa tiếp tục cho biết họ đã trực tiếp và gián tiếp chịu trách nhiệm tạo ra 325.000 việc làm tại quê nhà Hàn Quốc của Samsung. Đầu tiên, trong mảng phần mềm, có hơn 200.000 ứng dụng trên App Store được xây dựng độc lập bởi các lập trình viên Hàn Quốc và Apple đã hợp tác cùng 200 công ty phần mềm ở đây. Hàng năm, tổng giá trị mà Hàn Quốc thu được từ App Store lên đến hơn 4.700 tỷ won, khoảng 3.9 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc cũng đã tập trung phát triển nhiều tựa game mobile, trong đó có 300 tựa game thành công lớn trên App Store. Năm 2012, game mobile tại Hàn Quốc chỉ chiếm 5% lợi nhuận, nhưng đến 2018 đã tăng lên 95%. Một báo cáo từ trang The Korea Times đã trích dẫn lại những nguồn tin giấu tên cho rằng Apple đã thổi phồng tác động của họ lên nền kinh tế Hàn Quốc. Cho dù Apple đã rất thận trọng khi nói rằng số lượng lớn này bao gồm cả những công việc có liên quan trực tiếp và gián tiếp với họ. Theo ước tính của Apple, trong số các việc làm do họ tạo ra, có khoảng 200.000 công việc là những nhà phát triển ứng dụng độc lập, khoảng 125.000 việc làm khác thông qua các đối tác. Con số này bao gồm cả các nhân viên Samsung sản xuất ra các linh kiện cho những sản phẩm của Apple. Quan chức công ty smartphone giấu tên ở trên cũng rất tức giận khi CEO Apple Tim Cook nói với tổng thống Trump rằng mức thuế quan mới có thể mang lại cho Samsung lợi thế cạnh tranh trước Apple, dường như đây là một sự phô bày của Apple nhằm tránh các khoản thuế lớn mà công ty phải trả ở nội địa quốc gia.